Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi nội dung trong chương trình chào buổi sáng ngày hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 2 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam đứng top 10 thế giới về sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản. Đề xuất giảm gia hạn thuế phí. Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết dù số ca mắc giảm. Theo Văn phòng Quốc hội, dự kiến phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày hôm nay 13 tháng 2 và bế mạc vào ngày 15 tháng 2 năm 2023. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xem xét quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc. Sau chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng, chiều hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở một số nhiệm vụ giải pháp Quảng Ninh cần thực hiện, trong đó tập trung phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Ninh kiên trì thực hiện sáng tạo mô hình một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực, khai thác tối đa các hành lang giao thông, thúc đẩy liên kết nội dung, liên kết vùng, bảo đảm các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế, so sánh, lợi thế cạnh tranh từng địa phương trong tỉnh. Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc giải quyết các vướng mắc không chỉ đối với từng dự án, vấn đề, vụ việc cụ thể của Quảng Ninh, mà phải tạo ra cơ chế chính sách cho các vấn đề tương tự ở các địa phương trong cả nước, nhằm tăng cường phân cấp phân quyền, giảm thủ tục hành chính, tránh cơ chế xin cho. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Để đảm bảo thực hiện tốt nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về nội dung này, phát huy quyền làm chủ, quy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong việc xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, chú trọng chính sách về đất đai có tính đặc trưng của vùng miền, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả gửi về Bộ Tài nguyên Môi trường theo đúng thời hạn. Các địa phương chưa triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân phải nghiêm túc kiểm điểm việc chậm ban hành kế hoạch, chậm tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật việc làm sửa đổi gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp trên cơ sở phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển thị trường lao động, cải cách chính sách bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với điều kiện cũng như hướng tới giải quyết hiệu quả các vướng mắc của thực tiễn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở tổng kết việc thi hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm cần đánh giá nghiên cứu toàn diện kỹ lưỡng hơn về kết quả đạt được, các hạn chế bất cập nguyên nhân và phân tích đầy đủ các căn cứ chính trị pháp lý thực tiễn để bảo đảm sự hợp pháp khả thi của những giải pháp được đề xuất tại các nhóm chính sách. Và cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2023, việc làm cho người lao động sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong quý 1, nhất là ở một số lĩnh vực thâm dụng lao động tại khu vực phía Nam và miền Trung. Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những khó khăn về việc làm trong quý 1 chỉ mang tính chất cục bộ. Dự kiến trong thời gian tới, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục được duy trì phát triển ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ sớm ổn định trở lại và thị trường lao động sẽ tiếp tục trở lại đà phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng. Tổng hợp báo cáo của 63 tỉnh thành phố thì nhu cầu tuyển dụng trong các doanh nghiệp trong quý 1 năm 2023 khoảng 377,7 ngàn người, cao hơn rất nhiều so với số mất việc làm trong các doanh nghiệp thời gian vừa qua.
tin kinh tế, theo báo cáo triển vọng nông sản OnTech năm 2023, Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ về sản lượng thức ăn chăn nuôi vào năm 2022, lọt top 10 thế giới về sản lượng thức ăn chăn nuôi thủy sản trên toàn cầu. Theo đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8 với sản lượng đạt 26,720 triệu tấn. Top 10 thế giới bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Mexico, Nga, Tây Ban Nha, Việt Nam, Argentina và Đức. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm, giải trí ẩm thực về đêm của nhân dân địa phương và du khách. Giai đoạn 2023-2030, thành phố Đà Lạt sẽ triển khai thêm mô hình khu phố đi bộ tại khu vực dọc theo bờ hồ Xuân Hương, mô hình chợ đêm tại khu vực công viên ánh sáng, xây dựng tổ hợp công viên mở, nhà triển lãm, đường sách tại công viên Xuân Hương, phường 3. Việc triển khai các mô hình kinh tế đêm sẽ giúp phát triển các mô hình tham quan, mua sắm, giải trí mới lạ nhằm khai thác phát huy tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm của địa phương, góp phần tác động tích cực trong việc thay đổi diện mạo ban đêm của thành phố. Theo chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long, tỉnh sẽ lựa chọn đối tác xúc tiến đầu tư có chiến lược định hướng mở rộng thị trường đầu tư. Vĩnh Long ưu tiên thu hút các dự án phát triển ngành kinh tế số, các ngành phát triển trên nền tảng công nghệ 4.0 như công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, vật liệu mới, dược phẩm, sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ môi trường, năng lượng sạch, hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có tác động kích thích lan tỏa chuyển giao công nghệ, đảm bảo sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội. Ngày 11 tháng 2 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu, nhưng rơi vào ngày thứ Bảy, ngày nghỉ, nên theo quy định được chuyển sang ngày hôm nay thứ Hai, 13 tháng 2. Theo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành ngày 13 tháng 2, giá xăng có thể giảm về dưới 23.000 đồng một lít và giá dầu về dưới 21.000 đồng một lít. Theo các doanh nghiệp, nếu cơ quan điều hành không sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng có khả năng giảm từ 280 đến 370 đồng một lít, giá dầu có thể giảm từ 860 đến 1.360 đồng một lít. Trong trường hợp cơ quan điều hành trích quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể giảm ít nhất hoặc ít hơn hoặc là giữ nguyên. Dự báo nền kinh tế sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2023. Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất nhiều giải pháp về giãn, giảm, gia hạn thuế phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước năm nay như mức áp dụng trong năm 2022, tức là giảm 30%. Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2, kỳ tính thuế năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định. Thưa quý vị, trong cuộc họp về tín dụng bất động sản diễn ra trong tuần qua này, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại đã nhóm họp và thống nhất giảm lãi suất huy động nhằm giảm lãi suất cho vay nói chung và giảm lãi suất cho vay bất động sản nói riêng. Giảm lãi suất, đó là một trong những đề xuất của các doanh nghiệp bất động sản khi đối thoại với hệ thống ngân hàng. Các doanh nghiệp bất động sản cho rằng lãi suất đang ở mức rất cao, khó thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường. Lãi suất cao cũng sẽ ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm. Chẳng hạn như chúng ta có một cái gói tín dụng tương tự như cái gói 30.000 tỷ đồng của năm 2013 mà chúng ta giải quyết cho những cái loại nhà mà có cái giá khoảng, chúng tôi nói theo thời giá hiện nay là khoảng từ 2 tỷ đồng trở xuống một căn, chúng ta hỗ trợ một cái lãi suất hợp lý chứ không phải là một lãi suất là quá ưu đãi, thì chúng ta cũng giúp giải quyết được cái đầu ra sản phẩm của thị trường bất động sản. Và nếu có cái gói này, nó còn có một cái sức tạo một cái áp lực buộc các doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản phẩm. Tại ngân hàng này, dư nợ bất động sản chiếm hơn 1/5 dư nợ của ngân hàng. Trong năm 2022, tín dụng bất động sản tăng 17%. Do vậy, ngân hàng đã không để lĩnh vực bất động sản thiếu hạn mức, lãi suất cũng ở mức hợp lý. Trong thời gian tới thì Vietcombank cũng sẽ nỗ lực để mà tiết giảm các cái chi phí và triển khai là cái lộ trình giảm cái lãi suất cho vay đối với các cái khách hàng để làm thế nào mà cũng hỗ trợ cho các khách hàng vượt qua cái giai đoạn khó khăn hiện nay, phục hồi và phát triển kinh tế. Dư nợ tín dụng của lĩnh vực bất động sản vào cuối năm 2022 đạt 2,58 triệu tỷ đồng, đang ở mức cao nhất trong 5 năm qua và chiếm hơn 1/5 tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Ngân hàng cho vay từ nguồn tiền quy động của cư dân, doanh nghiệp
Vì vậy lãi suất cũng phải cân đối hài hòa. Đại diện các ngân hàng thì cũng làm rất rõ, giải thích rất rõ về những khó khăn của ngân hàng. Như anh Dũng nêu là khi gửi tiền tại ngân hàng thì các doanh nghiệp thì đòi lãi suất rất là cao, nhưng mà khi đi vay thì lại muốn là lãi suất thấp. Đấy, thế rồi là đối với ngân hàng thì phải hài hòa giữa người gửi tiền, người đi vay, người làm của ngân hàng. Hiện một số ngân hàng thương mại lớn đang rục rịch lên kế hoạch giảm thêm lãi suất huy động. Dự báo từ tuần sau, lãi suất huy động tối đa sẽ giảm về 8,5% một năm với tổ chức và 8,7% một năm với cá nhân, thay vì mức 9,5% một năm như hiện nay. Động thái này sẽ giúp kéo giảm lãi suất kéo dài. Liên tục chương trình là thông tin về giáo dục và y tế. Chính phủ đã phê duyệt quyết định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2025, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 20% so với năm 2020. Trường trung cấp công lập giảm khoảng 40%. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỷ lệ lên khoảng 45%. Hoàn thành việc sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện. Đến nay, cả nước có hơn 80 trường đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2023. Trong đó, nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu và mở ngành học mới. Đặc biệt, những năm gần đây thì các trường đã đưa ra các chính sách học bổng hấp dẫn để thu hút thí sinh, nhưng cũng có ngành buộc ghép ngành nếu không muốn đóng cửa hoàn toàn. Theo các chuyên gia giáo dục, bên cạnh chính sách riêng của mỗi trường, nhà nước nên có thêm cơ chế chính sách riêng cho học viên, sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, vừa hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập, vừa hỗ trợ nhà trường đào tạo được nhân lực chất lượng cho xã hội. Còn theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, các em học sinh nên nghiên cứu kỹ các thông tin về nghề nghiệp trước khi đăng ký chọn ngành. Các em không nên chọn ngành chỉ chạy theo số đông vì cho rằng có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường. Thực tế, bất kỳ ngành nào được đào tạo ở nhà trường thì xã hội đều có nhu cầu. Bộ Y tế đã bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Đây là nội dung thông tư 02/2023, sửa đổi thông tư 15/2016. Theo thông tư này, COVID-19 trở thành bệnh nghề nghiệp thứ 35, bắt đầu từ ngày 1/4/2023. Bộ Y tế nêu rõ, bệnh COVID-19 được xem là một loại bệnh nghề nghiệp. Bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Bộ Y tế hướng dẫn những người làm nghề, công việc trên được chẩn đoán xác định mắc bệnh COVID-19 do tiếp xúc trong quá trình lao động trong thời gian từ ngày 1/2/2020 đến trước ngày 1/4/2023 được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Trong 2 tuần đầu tháng 2 năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở thành phố Hồ Chí Minh giảm so với những tuần trước đó, đặc biệt là giảm gần 50% so với đầu tháng 1. Ngành y tế khuyến cáo người dân vẫn không nên chủ quan với sốt xuất huyết. Vài tuần trở lại đây, tình hình bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng hạ nhiệt với số ca mắc liên tục giảm. Đến đầu tháng 2, số ca mắc đã giảm gần 50% so với những tuần trước Tết Nguyên Đán Quý Mão. Tuy nhiên, với địa phương lưu hành bệnh sốt xuất huyết quanh năm như thành phố Hồ Chí Minh và địa bàn thành phố liên tục có mưa trái mùa, thì việc chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết luôn được đặt ra cho ngành y tế lẫn người dân và cộng đồng dân cư. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung tay góp sức cùng các cấp ngành địa phương trong việc hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, các cấp hội phụ nữ tỉnh Hà Nam đã và đang tích cực triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu. Cháu Nguyễn Anh Quân, sinh năm 2007, ở xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, mồ côi cha từ khi 1 tuổi. Vài năm sau, mẹ đi lấy chồng xa, ở với ông bà nội già yếu nên cuộc sống rất khó khăn. Cảm thương với hoàn cảnh của cháu Quân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Duy Tiên đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 35 triệu đồng để theo học cao đẳng nghề. Nếu không, cháu đã phải nghỉ học. Bà cháu chúng tôi rất là phấn khởi khi mà được các hội đã quan tâm đến bà cháu. Thì nói chung là cái điều kiện sinh hoạt thì nó cũng hơn trước rất nhiều. Gia đình nhà tôi thì cũng không biết nói gì hơn. Cũng rất là cảm ơn các cô, các chị ở trong bên hội phụ nữ.
tỉnh Hà Nam hiện có hơn 1.200 trẻ em mồ côi, trong đó có rất nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến tháng 2 năm 2023, các cấp hội phụ nữ tỉnh Hà Nam đã vận động kết nối đỡ đầu cho 164 trẻ mồ côi. Sự động viên về vật chất và tinh thần là điểm tựa giúp trẻ mồ côi có thêm điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống. Đây là một cái chương trình hết sức ý nghĩa và mang tính nhân văn lớn. Thông qua những cái việc làm của hội, thì những con mà được hội đỡ đầu cũng đã có thêm những cái tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia của các cấp các ngành để nêu gương và tạo được cái hiệu ứng lan tỏa. Các cấp hội trên địa bàn huyện, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục thực hiện cái chương trình mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương đối với lại những các con mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà chưa được nhận đỡ đầu. Với phương châm ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Hà Nam tiếp tục kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay đồng hành để chương trình mẹ đỡ đầu được lan tỏa, giúp trẻ em mồ côi vượt qua hoàn cảnh, vươn lên vì một tương lai tươi sáng.